Xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Trinh, và hôm nay Trinh sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để ghép ảnh mình vào một background có sẵn. Và đây là một cái background mà công ty đã thiết kế sẵn, thì các bạn làm sao để ghép tấm ảnh của mình vào rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn sẽ tải cái phần mềm có tên là BitArt này về. Sau khi tải phần mềm này về rồi, các bạn sẽ chọn cái tấm hình mà các bạn muốn ghép ảnh của mình vào, ấn dấu cộng. Các bạn nhớ là chúng ta phải lưu cái ảnh ban đầu trước nha. Thì đây là ảnh ban đầu mà chúng ta đã lưu. Thì sau đó các bạn sẽ trượt ở phía dưới này để các bạn chọn cái mục là thêm ảnh. Chọn cái ảnh của mình đang ở đâu. Ví dụ đây Trinh sẽ chọn cái tấm hình của mình. Sau đó ấn nút thêm. Các bạn sẽ thấy là tấm hình mình vào nó không có đẹp, cho nên là các bạn lướt ở phía dưới này. Chọn cắt xén. Và ở đây chọn cái hình ông người. Ấn dấu mũi tên. Lưu. Đấy, thế là xong, các bạn đã có thể rất là nhanh để có một cái tấm ảnh cho mình rồi. Tuy nhiên thì theo Trinh nhận thấy rằng cái cách này thì cái hình của mình nó không được đẹp, cho nên là Trinh thường sẽ cắt ảnh của mình bằng một phần mềm khác, và phần mềm đó có tên là Remove Background. Thì Trinh sẽ gửi link cho các bạn và các bạn làm y chang luôn. Thì các bạn sẽ không cắt bằng cách này mà các bạn có thể cắt bằng cách khác. Ví dụ như là các bạn dấu chép đi là cái tấm hình của chúng ta đã xong như thế này rồi, đúng không ạ? Nhưng mà những bạn nào mà muốn đơn giản thì các bạn làm cách này, nhưng mà muốn hình mình đẹp thì đừng nên làm cách này, mà các bạn sẽ làm bằng cách khác. Là các bạn sẽ chọn cái tấm hình ở mình bằng cách là thêm ảnh ở đây. Và các bạn sẽ lấy cái tấm hình mà các bạn đã cắt bằng một phần mềm khác. Đây, Trinh đã cắt bằng một phần mềm khác. Và phần mềm này Trinh đã cắt rồi thì các bạn có thể xem bằng một cái link khác. Thì Trinh sẽ để vào thì các bạn sẽ thấy là cái tấm hình của mình nó rất là nét và rất là đẹp. Thì đây là cái tấm hình mà Trinh cắt bằng phần mềm Remove Background. Thì lát nữa Trinh sẽ gửi link cho các bạn xem. Và các bạn ghép như thế này thì tấm hình của chúng ta sẽ đẹp hơn và rõ hơn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và chúc các bạn sẽ ghép cho mình nhiều, thật nhiều những tấm ảnh đẹp cùng với background của Rosy nha. Sau đó là các bạn sẽ chọn dấu check để lưu về. Đây, lưu ảnh về. Xong.